À, dạ vâng ạ, em luôn xin được hân hoan gửi lời mến chào tới toàn thể các bác và kính thưa các bác cùng toàn thể quý anh chị em kính mến. Và lần đầu tiên trong video này thì cho phép em sẽ gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới tất cả các bác cùng toàn thể quý anh chị em. Chúc các bác cùng toàn thể quý anh chị em một tháng mới vạn sự như ý, bình an, may mắn. Và trong clip này thì em xin được khui hộp các bác nhé. Em xin được khui hộp một đôi loa súp hàng mới tinh nguyên xốp do công ty JBL sản xuất. Đôi loa súp của model rất là cao. STX818F STX800, đó chính là model và series của đôi súp này cả nhà nhé. Thì như các bác của anh em đã biết rồi đúng không ạ? Hôm trước em vừa lắp một bộ sản phẩm với một đôi súp JBL STX818 và một đôi loa full STX835 đẩy CLX, vang, micro và cả cốt số cho anh trai Tùng có địa chỉ tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Thì hôm nay em xin được khui một đôi ra đúng không ạ? Để tiếp tục đúng không ạ, sẽ bày một bộ tại cửa hàng để khi các bác của anh em tới cửa hàng em tham quan trải nghiệm thì có thể test được luôn, hoặc là nhiều lúc là em sẽ quay những video test chất âm. Ok chưa? Đây mọi người, đây là đôi loa JBL STX825 mới tinh cả nhà nhá. Đấy. Ok, em sẽ xin được khui hộp mời cả nhà nhá. Cảm giác rất là sướng luôn các bạn. Mùng 1 tháng 4 rồi đúng không ạ? Thời gian thì trôi qua rất là nhanh thưa các bác của anh em đúng không ạ? Thời gian thì không đợi ai. Đấy, chẳng mấy thì lại cuối năm thôi đúng không ạ? Và chúng ta sẽ đón xuân mới. Vâng, ôi giời, anh em nào mong em đúng không ạ? Rồi đúng rồi. Đầu tháng anh em đã mong em mà hát hơi lắm đúng không ạ? STX818F, STX800. Vâng. Anh em đang gọi điện đúng không ạ? Gọi điện đặt hàng rất nhiều luôn ạ. Đấy, hai máy đều kêu Zalo. Thế trên này, nào lên, rồi, hỗ trợ nào. Rồi, các bác của anh em thân mến, là hàng lai lưu, full hộp xốp cả nhà nhé. Sản phẩm chưa được sử dụng tại Việt Nam, ok chưa? Ok chưa? Đấy, hàng full hộp xốp, lai lưu. Tuyệt vời chưa? Đây là một chiếc cả nhà nhé. Sở hữu cho đô la này đó là một bát 50 từ 220 coi 100, xương nhôm đúc nguyên khối và là xương sơn thần. Thùng gỗ sơn sần cát màu đen. Đôi loa này chắc không cần phải bao zin xịn đúng không ạ? Vì nó loa mới thì không ai sửa chữa đâu, đúng không cả nhà? Ok chưa? Đẳng cấp các bạn. STX818F. Đấy, chuyện của JB, made in Mexico. Đấy. Rồi, tiếp theo. Quả tiếp theo đúng không ạ? Đấy, hàng lai lưu chưa sử dụng tại Việt Nam, hàng còn nguyên cả hộp xốp cả nhà nhé. Và em xin được báo giá luôn cho cả nhà để cả nhà có thể tham khảo. Hiện tại thì em đang chào bán quả loa súp JBL STX818S này là 29.500.000 đồng một quả cả nhà nhé. Giá bao tốt nhất cho các bác của anh em. Đấy, hàng mới tinh. Và hôm nay em xin được quay về cái series của cái quả súp này đúng không ạ? Đấy. 08240 cả nhà nhé. 08240. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 4 lịch âm đúng không ạ? Đấy. Quay series cho các bác của anh em xem. 08927. Ok chưa? Tuyệt vời. Cảm ơn các bác cùng cả nhà nhé. Bây giờ em sẽ cho lên giá đúng không ạ? Cho lên giá và sẽ vâng ạ, chuyển cả con loa 825 lên trên các bạn, đẹp cực kỳ luôn. Ok không ạ? À rồi vâng ạ, em đã cho lên trên giá rồi cả nhà. Đôi súp ở bên dưới, đôi full STX 825 ở bên trên. Các bác thấy không ạ? Quá đẹp luôn. Nhìn đã thấy nó xứng tầm rồi đúng không ạ? Và bộ sản phẩm này thì xin được chia sẻ các bác của anh em. Các bác có thể sử dụng ở những phòng khách có diện tích từ trên 20 mét vuông tới hàng trăm mét vuông. Các bác có thể sử dụng ngoài trời, quán cà phê hát cho nhau nghe, điểm hẹn âm nhạc đúng không ạ? Rồi anh em đi làm sự kiện nữa. Công suất cực mạnh luôn các bác nhé. Và đây em ghép cả bộ các bác để em sẽ test. Em ghép một con đẩy chính hãng đến thương hiệu của Đức. Chiếc đẩy CLBX mã DS41800. Chiếc đẩy này chạy mạch class DS size 1U các bác nhé, công suất đạt 1.800W một kênh. Chiếc đẩy này hiện tại đang giá 29 triệu đồng. Và em đang ghép với một con vang số chỉnh tay và một con lưng tiếng. Thì tùy theo sở thích chơi các bác của anh em, mọi người có thể sử dụng một con vang số chỉnh bằng máy tính cao cấp, hoặc các bác của anh em có thể sử dụng mixer số cộng với code. Đấy là tùy theo sở thích chơi các bác nhé. Còn đây hiện tại em đang ghép với một con vang số chỉnh tay GD Gutin KM320 và một con lưng tiếng. Ok chưa? Micro thì để vì sao em sẽ ghép. Bây giờ em sẽ xin được test nhạc để các bác cùng cảm nhận chất lượng của bộ sản phẩm này nhé. Ok em nhở? Loa súp JBL STX818F, loa full JBL STX825,
loa là mới tinh các bác nhá, bộ ngoài cũng là mới tinh. Xin mời các bác cùng anh em. Tiếng ba đánh rất là mạnh, còn lại khá sướng luôn với công suất. Đúng thực sự là nghe hay, bay đẹp. Ba đánh bao phê, đem cực sáng luôn. Đúng không ạ? Tiếng bass đánh bao phê, tép sáng các bác nhá. Và thưa các bác và anh em, sở hữu đôi loa STX825 này đó là 2 bass 40 từ 220 con 100 và một tép kèn từ leo con 100 cả nhà nhá. Đó, bộ sản phẩm này em phối ghép giá của nó có thể xấp xỉ vâng ạ, dưới 200 triệu đồng. Lên cho các bác của anh em xong một cấu hình xong xuôi, đầy đủ mọi sản phẩm các bác nhá. Rất cảm ơn các bác của anh em. Đó, mọi người có nhu cầu mua sắm đúng không ạ, các thiết bị đồ điện tử âm thanh hoặc có nhu cầu tư vấn ghép cả một bộ combo với các giá tiền khác nhau thì hãy liên hệ cho em. Em có thể phối ghép từ những bộ sản phẩm từ 15 triệu trở lên đúng không ạ, tới 200 triệu, tới 300 triệu thì tùy theo điều kiện tài chính kinh tế của các bác của anh em. Các bác hãy liên hệ cho em với hai số máy đó là 0365888988, 0368591555. Em luôn địa chỉ tại Chí Linh, Hải Dương và có thể giao hàng toàn quốc và có bán trả góp. Trân trọng gửi lời cảm ơn các bác của anh em rất nhiều. Em xin được gửi lời chào, hẹn gặp lại các bác cũng như anh em ở một clip tiếp theo ạ.